Nội Tất Yêu Ân kính chào toàn thể quý khách. Trước mắt mọi người trên màn hình là bộ tần Thụy Hoàng chất liệu gỗ hương đá, hàng VIP và gồm có 6 món. Một đoạn, hai ghế đơn, một bàn, một đôn đầu bàn và một đôn ngồi. Thì kính mời mọi người ai quan tâm đến những cái sản phẩm tần Thụy Hoàng thì có thể dành ra 5 đến 7 phút để Nội Thất Hữu Huân giới thiệu các cái độ dày dặn cũng như là thông số kỹ thuật kích thước của bộ bàn ghế này. Ai quan tâm thì có thể gọi đến cái số hotline bên em là 0988685625, website noithathuan.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Thì mọi người có thể quan sát đầu tiên là bộ này thì gồm có 6 món. Chất liệu gỗ hương đá 100% từ thanh gỗ nhỏ nhất, không có pha tạp bất kỳ một cái thanh gỗ nào khác. Thì bên em một khi đã đảm bảo 100% gỗ hương đá là không có bất kỳ một chút ít gỗ nào khác, dù là thanh gỗ nhỏ nhất thì cũng đảm bảo 100% gỗ hương đá cho mọi người. Và hàng là hàng xỉ đét lục lạc, mọi người nhìn thấy này. Và gỗ hương đá lần này là những cái cây gỗ hương đá rất là già, sống lâu năm, có tuổi thọ cao và chất gỗ rất là đanh cứng, cực kỳ là đanh cứng luôn. Và màu gỗ rất là đậm. Cột là hàng cột liền đây, mọi người nhìn thấy những cái đường vân nối tiếp nhau liên tiếp này. Đây là hàng cột liền và dáng cột rất là cong, ngực ghế ưỡn ra vô cùng là oai phong bệ vệ. Đấy, cái dáng cột cong lắm luôn ạ, rất là dẻo. Thì kê vào trong bàn ghế kê vào trong phòng khách mà nhìn nghiêng ấy, mọi người sẽ hình dung được cái dáng bàn ghế từ cái chân cong đến cái dáng cột cong nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với những cái hàng mà cột nó bớt cong. Đấy là em như thế. Đấy, dáng cột cong đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và chân là chân đế liền, mọi người để ý cái chân này, chân vén đế liền. Đây ạ, chân vén đế liền. Cái đế này là bên em khớp liền nhá, liền chứ không phải là hàng chấp mỏm. Thế nên cái này là từ một khối gỗ bên em khắc, bên em vanh, bên em bỏ đi thì sẽ được cái chân cong dẻo đẹp như thế này. Thì vì khắc bằng tay thế nên nó sẽ không được đều tăm tắp, nhưng mà thế này là quá đẹp rồi. Còn những cái ông mà thợ mới vào nghề là không bao giờ dám động vào cái chân này đâu ạ, sợ, rất là sợ luôn, tại vì nó sẽ không đều, đòi hỏi kỹ thuật cao. Yếm thì bên em đục hoa là cây, cỏ cũng vậy, đục hoa là cây chạy tứ diện và yếm dày 4 phân, mọi người nhìn thấy này. Đấy, đoạn 8 chân, 4 chân tiền, 4 chân hậu. Pháo ống rất là to và mai rùa bên em làm liền xoáy, liền cả xoáy luôn. Trên này thì có đục trang trí rất là đẹp. Vách thì đục bức tranh Tùng Cúc Trung Mai Tứ Quý cộng với các cái chữ là Phúc Lộc Thọ Phú Quý, thì có ý nghĩa là cầu cho gia chủ nhiều phúc lộc, nhiều phúc đức, trường thọ và lộc lá. Bức tranh Tứ Quý thì cũng mong muốn là mọi điều tốt đẹp cho gia chủ, bốn mùa đều lộc lá quanh năm. Đây là ý nghĩa của cái bức tranh Tứ Quý, đại diện cho bốn mùa, dù mùa nào thì cũng cây cối cũng xanh tươi, phát triển rất là rực rỡ. Trống thì đục ngay với ý nghĩa là trấn hung trừ tà, một trong bốn linh vật rất là linh thiêng, cực kỳ là linh thiêng luôn. Và hàng là hàng dày dặn, khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân và ván bên em làm liền tấm hết, từ bàn đến đoạn đến đôn đến ghế là toàn liền tấm, một cái tấm ván vô cùng là lớn và vân veo cực kỳ là đẹp, rất là đẹp luôn. Và liền tấm hết dày 2 phân, dày dặn chắc chắn, cột vân veo cũng rất là đẹp. Thì để em lấy nước cho mọi người nhé, quét nước qua thì vân nó sẽ nổi hơn. Đấy, xe mộc thô thì cũng sẽ nhìn thấy được phần nào đó những đường vân đẹp rồi, nhưng mà khi mà cho nước vào thì mọi người sẽ thấy đấy, màu gỗ nó lên nó như thế này, có nghĩa là khi mà sơn vào thì chưa cần cho màu gì hết, cũng như là quét nước này, nước không màu nhưng mà quét lên thì gỗ là sẽ tự sậm màu xuống và cái vân nó sẽ hiện lên rõ hơn. Đấy, rất là đẹp. Đây, như mặt ván này cũng vậy thôi, đẹp lắm luôn ạ, cực kỳ là đẹp. Gỗ tự nhiên mà sẽ được những cái tấm ván lớn, khổ lớn như thế này mà vân veo đẹp rất là khó tìm, rất là khó tìm. Đấy, đẹp lắm. Đây ạ, đấy, cực kỳ là đẹp luôn, rất là đồng đều màu, rất là đều màu từ cột đến vách đến xương. Những cái đường vân này, vân sần này, vân sần này, vân xoắn này rất là đẹp. Đấy, những cái tác phẩm của thiên nhiên này là bên em chỉ lọc lựa thôi chứ không có làm ra được. Vân có thế nào là có thế đấy, chứ không đường vân nào giống đường vân nào hết. Và toàn toàn là tự nhiên. Mai rùa liền xoáy, khuôn dày 4 phân, ván dày 2 phân. Đây mọi người nhìn thấy khuôn tranh này, bên em có bo chỉ dưới dày 4 phân và từng cái ô quây này là bên em làm dày dặn hơn so với hàng trên thị trường. Đấy, từng cái ô quây này cũng rất là chắc chắn. Khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân. Ván dày 2 phân. Chắc chắn lắm.
pháo ống dày dặn và mai rùa liền xoáy. Mai rùa liền xoáy. Và bàn thì bên em đục mà cỏ hoa lá cây. Bức tranh bàn thì đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Cái bàn này thì bên em hơi để dầu. Cái dầu ấy nó hơi dính vào thế nên nó hơi loang loang một chút và nó hơi bị sậm màu những cái chỗ mà dính dầu vào. Còn khi mà quạt mộc vào là nó sẽ bay hết và nó sẽ đồng đều. Cái bức tranh này bức tranh thuận buồm xuôi gió thì cầu cho gia chủ mọi công việc đều được thuận lợi. Đục tùng hạc này với ý nghĩa là hướng về tương lai vượt qua gian khổ. Có nghĩa là những cái cây tùng ấy sống trong cái vách núi đá rất là khô cằn nhưng mà vẫn vươn lên tán tỏa bóng mạnh mẽ, rộng cho che chở cho những cái sinh vật ở phía dưới cũng như là trong gia đình có bố có mẹ, có ông bà thì luôn luôn là những cái cây cao bóng cả che chở cho con cháu. Và cái bức tranh thuận buồm xuôi gió này cũng mang một ý nghĩa nữa là cầu cho mọi việc đều được hanh thông thuận lợi xuôi chèo đến đích. Và bốn góc là xung quanh chạy theo khuôn tranh là bên em đục kim ngọc mãn đường với ý nghĩa là cầu cho thu hút tài lộc về cho gia chủ. Và yếm này, cái từ cái núm kính mà bên em làm cái núm kính chìm nhé. Cái này là đục, có nghĩa là đục đục chìm vào bên trong chứ không phải là làm núm đồng. Cái này là không cần thiết làm núm đồng, cái này là chìm luôn thì nó sẽ sang trọng và tiện lợi hơn rất là nhiều. Và toàn bộ bộ cỏ này là bên em đục hoàn là cây chạy tứ diện hết, tất cả các cái ô quay luôn. Đấy, rất là đẹp. Bàn đến đô đến đoạn là vén đế hết. Chân vén đế cong dẻo đẹp. Và yếm đục hoa là cây trệ tứ diện. Yếm rất là dày dặn chắc chắn. Đôn đầu bàn thì đục bức tranh là kiểu ngư quần hội với ý nghĩa là thể hiện sự dư giả trong cái tiền tài cũng như là trong cuộc sống. Và có một cái ngăn kéo cũng đục núm chìm. Khuôn dày 4 phân, ván dày 2 phân từ bàn đến đôn đến đoạn. Bàn này cũng một lá dày 2 phân. Đục rất là sâu và sắc nét. Còn cái màu nó sậm xuống là do những cái vết loang của dầu. Thì cái này làm bên em quật đi là sạch, mọi người yên tâm. Cái gỗ thì rất là già. Hai chiếc ghế đơn thì đồng kích thước, có chiều rộng là 1m1, sâu 77 và cao là 1m24. Cách đục phú và quý. Phú và quý đây mọi người nhìn thấy chữ quý này. Cây tùng này đục sắc nét lắm. Chương liền xoáy. Chương liền xoáy, xoáy giờ này là tiết kiệm ngay được 2 triệu. Mai rùa mà cũng xoáy giờ thì cũng tiết kiệm thêm 2 triệu nữa. Đấy là nói về chi phí. Nó sẽ giá thành nó sẽ tiết kiệm được hơn. Nhưng mà cái xoáy rời thì mọi người hay lo nó bị long ra. Long ra. Xoáy này thì đảm bảo dùng cả đời không bao giờ long. Đấy. Rất là đẹp. Còn đây là bách đục chữ phú. Đục mộc thô nhưng mà rất là sắc nét. Thì khi mà đi vào hoàn thiện sẽ là một cái công đoạn nữa quyết định cái bộ sản phẩm có đẹp hay không. Thì bên em cam đoan đảm bảo là những cái nguyên liệu bên em làm luôn luôn là những nguyên liệu cao cấp nhất, từ xăng đến cứng đến sơn đến lót. Thì những cái sản phẩm bên em hoàn thiện mọi người có thể xem video rồi và tự cho mình cái cảm nhận nhất định. Thì nó sẽ có bên em tự đánh giá là cái sản phẩm bên mình, tự tin khẳng định luôn là cái sản phẩm bên em luôn luôn là những cái sản phẩm kỹ đẹp top đầu của khu làng nghề này. Còn để nói hơn nữa ấy, để nói hơn nữa thì cũng rất là đa dạng. Nhưng mà bên em tự tin khẳng định luôn là cũng không phải nhiều cơ sở làm đẹp được như cơ sở của bên em. Thì không phải ai cũng có thể nói là mình làm đẹp là làm đẹp được. Tại vì còn phải phụ thuộc vào tay nghề thợ, phụ thuộc vào cái độ tâm huyết của mỗi xưởng, hay là phụ thuộc vào tiêu chí. Nếu mà họ chạy theo tiêu chí giá rẻ thì không bao giờ có kỹ có đẹp. Còn để kỹ đẹp thế này, lúc nào công hoàn thiện từng cái công mà giấy ráp quần mộc cũng lâu hơn so với những cái xưởng khác chạy theo giá rẻ. Và bên em thì từ cái khâu mà đục tỉa bên em đã làm lâu rồi, quật mộc trà lu bên em làm cực kỳ là kỹ. Thế nên những cái sản phẩm em quay thì mọi người có thể tự nhận xét là nó nhẵn nhụi như thế nào. Còn hoàn thiện ẩu thì không bao giờ nhìn thấy sắc nét các cái chi tiết đục hoặc là những cái lông lá lờm sờm, mọi người có thể soi mà chi tiết nó không bao giờ được nhẵn mịn. Và những cái sản phẩm mọi người mua về tuy rằng nếu mà nó rẻ được 1, 2 triệu hay 3, 4, 5 triệu chẳng hạn thế mà nó hoàn thiện ẩu thì thực tế là mọi người rất là bực mình và thậm chí là phải đem đi làm lại, muốn ngay lập tức mang đi làm lại luôn. Chứ không thực sự là cũng rất là bực mình khi mua phải sản phẩm như thế. Thế nên không nên tiết kiệm vài triệu, tại vì nó cũng chỉ đi vào cái giá thành sản phẩm của mọi người nhận được thôi. Nó đi vào chất lượng của mọi người nhận được thôi. Còn bên em thì bên em làm tận gốc rồi, làm từ khâu A đến Z rồi, không qua cái khâu trung gian hay qua cái xưởng trung gian nào hết. Thành ra là cái giá bên em đưa ra, bên em có thể khẳng định được luôn là cái giá bên em là giá gốc. Giá gốc cực kỳ là hợp lý và ưu đãi.
nếu mà cùng các cái sản phẩm cùng chất lượng, em nói là cùng chất lượng, thì bên em đảm bảo là hợp lý nhất thị trường. Còn so sánh với những cái sản phẩm mà kém chất lượng hơn thì rất là bất công. Bất công cho những cái sản phẩm mà làm kỹ, làm tinh kỹ, làm uy tín. Thì mọi người có thể quan sát những cái video em quay. Nếu mà ai có nhu cầu mua những cái sản phẩm tinh kỹ chất lượng thì có thể liên hệ tới xưởng em. Cái đoạn này thì em nói qua lại về kích thước 2m45, sâu 77 và cao 1m24. Hai ghế đơn là 1m1, sâu 77 và cao 1m24. Bàn là 75 x 1m40, đôn bàn là 75 x 41, đôn ngồi có kích thước là vuông 41. Nếu mà ai có nhu cầu sở hữu bộ này thì có thể liên hệ tới Nội Thất Hữu Huân luôn. Hoặc là có thể gọi bên em để đặt những cái sản phẩm khác. Bên em làm rất là nhiều đa dạng những cái mặt hàng bàn ghế. Trên thị trường có loại nào thì bên em làm loại đó. Những cái bàn ghế Tần Thủy Hoàng này, hàng này là hàng cột 14, cột 12, thông số kích thước cột 14, rất là cao to, siêu vip, rất là đẹp. Bộ này thì cao 1m3, cao lên mặt ngồi tận 50. Trong kia còn Tần Thủy Hoàng vách trơn, hoàng gia rất là nhiều. Và đây là Âu Á này, sáng nay bên em cũng đi một bộ Âu Á cực kỳ là đẹp. Đấy, y hệt như thế này luôn, những cái đường vân cũng gần giống luôn. Và vân bàn, vân ván đều rất là đẹp, tuyển chọn hàng liền, trương liền, cột liền, không hề chấp ghép. Và trong kia thì còn rất là nhiều các cái mẫu khác, mẫu hoàng gia, mẫu Tần Thủy Hoàng bên em để trong xưởng bên trong cực kỳ là nhiều. Thì những cái hàng trưng bày để cho mọi người có thể vào chọn lựa, hoặc là những cái sản phẩm bên em làm mộc xong là bên em để đây này, để cho nó khô hơn nữa. Đấy, trong bên trong kia còn rất là nhiều những cái mẫu Tần Thủy Hoàng luôn. Thì mọi người có thể vào, mọi người nhìn ngắm, chọn lựa đến tận xưởng kiểm tra luôn, kiểm tra mộc. Đấy, trong còn rất là nhiều. Trong xưởng rất là rộng. Thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã tin tưởng Nội Thất Hữu Huân. Nếu mà ai có nhu cầu đặt những cái sản phẩm chất lượng thì có thể liên hệ tới xưởng. Bên em cam kết đảm bảo dù ở xa hay ở gần, có đến được tận xưởng hay không thì bên em vẫn làm kỹ đẹp như nhau và làm tâm huyết nhất có thể để những cái sản phẩm của khách hàng cũng như sản phẩm cho mình dùng vậy, làm tâm huyết hơn cả những cái sản phẩm cho mình dùng. Số hotline bên em là 0988 685 625. Địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Website nội thất hiệu huân.com. Xin chào và hẹn gặp lại.